Điểm mặt những mỹ nhân không tuổi của Hoa ngữ nhờ khuôn mặt bất chấp thanh xuân. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh. Nét đẹp ngây thơ, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt vốn có của Triệu Lệ Dĩnh là điều khiến khán giả nhớ đến đầu tiên khi nhắc về cô. Dù đã 31 tuổi nhưng những vai diễn tuổi được nữ diễn viên thể hiện khá ngọt, đến nỗi ai cũng tin mỹ nhân trên màn ảnh là một cô gái đôi mươi nào đó. Nhờ vẻ ngoài nổi bật và nhập vai xuất thần nên những tác phẩm mà cô tham gia đều có rating cao ngất ngưỡng và vô cùng thành công, đưa người đẹp lên đỉnh cao sự nghiệp. Nếu so sánh bức ảnh từ khi cô mới vào nghề tới nay, có thể thấy thời gian không thể bào mòn được nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh. Thứ hai, Lưu Diệu Phi. Ngọc nữ của màn ảnh chung dù khá lận đận với nghiệp diễn, nhưng nhờ vẻ đẹp thách thức thời gian, Lưu Diệu Phi vẫn được đông đảo khán giả ủng hộ bởi nhan sắc trẻ đẹp thuần khiết khó kìm lòng của mình. Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệu Phi đã được mọi người ưu ái xướng tên vào danh hiệu thần tiên tỷ tỷ khi Thần Điêu Đại Hiệp ra mắt. Dù là hình tượng tiên nữ hay người thường, thì những nhân vật do nữ diễn viên sinh năm 1987 thể hiện vẫn luôn thuyết phục người xem. Chẳng cần gương mặt vi lai chạy theo trào lưu, cô nàng vẫn vươn lên hàng top những mỹ nhân của làng giải trí xứ Trung. Thứ ba, Trần Nghiên Hy. Bước chân vào làng giải trí đã lâu nhưng mãi đến bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, tên tuổi của cô mới được khán giả nhắc đến nhiều. Với má lúm đồng tiền duyên dáng không khó để lôi kéo sự yêu mến từ phía người hâm mộ. Dù đã có một cậu con trai nhỏ kháu khỉnh cùng Trần Hiểu, nhưng bà mẹ Trần Nghiên Hy vẫn khiến mọi người ngạc nhiên khi thời gian càng trôi đi, nhan sắc của cô vẫn như bức tường thành không hề lay động mà ngày càng nhuận sắc thu hút hơn. Thứ tư, Trần Ý Hàm. Với gò má đầy đặn và nụ cười tỏa nắng, dù đã 36 tuổi nhưng vẻ đẹp của Trần Ý Hàm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, khiến nhiều người không khỏi ghen tị vì sự trẻ đẹp lãng quên thời gian của cô nàng. Nhờ gương mặt đầy đặn và nổi bật mà khiến cô ăn gian được nhiều so với tuổi thật của mình. Gương mặt nhí nhảnh dù hóa thân vào những tạo hình già dặn của Trần Ý Hàm vẫn toát lên khí chất tươi trẻ. Nhờ gương mặt không tuổi này khi bước chân vào đại lục, cô nàng cũng giành được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Thứ năm, Dương Thừa Lâm. Nữ ca sĩ với nickname là Giáo chủ Khả Ái sinh tại Đài Loan, nổi tiếng với những vai diễn nhí nhảnh trong trẻo. Hiện tại cô đã 34 tuổi, nhưng dân tình vẫn vô cùng xuýt xoa với nhan sắc như hoa nở rộ mỗi khi nhìn thấy bức hình cô đăng tải trên mạng xã hội. Những tấm ảnh đơn giản mộc mạc nhưng vẫn khiến người hâm mộ mê mẩn vì mọi đường nét đều như cô gái đôi mươi, không hề có dấu hiệu lão hóa. Rất mong những năm tiếp theo cô sẽ chăm chỉ tham gia đóng phim để khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh nàng giáo chủ tinh nghịch trên phim trường một lần nữa. Thứ 6, Trần Kiều Ân. Dù đã sắp bước sang tuổi 40 nhưng Trần Kiều Ân vẫn khiến khán giả bất ngờ về vẻ đẹp như học sinh cấp 3 của cô. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, luôn hóa thân hòa vào những vai diễn năng động có tính cách gần gũi, dễ thương đã khiến cô trở thành nữ thần nổi tiếng trong lòng người hâm mộ. Mặc dù từ năm 2003 đến năm 2005 cô từng bị công chúng quay lưng vì mắc bệnh ngôi sao, nhưng khi bộ phim Hoàng tử Ếch công chiếu, cô đã lấy lại được hình ảnh của mình cũng như gặt hái được nhiều thành công sau đó.